Rồi, hello, xin chào toàn thể quý anh em nha. Đó. À, chuyên mục bài hàng hoàng ra bán. Mấy anh cứ làm em khoái không? Nói trời chứ anh em ơi, nếu như mà anh em có nhu cầu á, thì mua hàng á, thì em Út biết ơn. Còn ví dụ như mình không có nhu cầu mua hàng á, thì mình có thể xem cho vui. Chứ để anh em đặt rồi cái anh em mình không nhận, tội nghiệp em, nó hoàn về cái phí hai đầu em chịu. Là anh em thí dụ như bây giờ em ví dụ như cái đầu lòng ếch thái này đi, cái đầu lòng ếch thái này thật sự là hơi bực luôn á anh em, tại vì người này là khách quen luôn mà em cũng không hiểu nguyên nhân tại sao nữa. Ảnh chốt xong khi giao tới á, thì ảnh hẹn rồi em cho lưu kho mấy ngày, nói chung là cái thời gian đi với hàng với quay về là hơn nửa tháng á, hơn nửa tháng á. Đó, rồi em lưu kho nó, nói chung cái đầu lòng ếch thái này em tốn tổng cộng là khoảng 150.000 đó. Nó anh em tính đi, rồi còn lời lớn gì nữa đâu. Nó như vậy nó cũng khổ em thôi, thay vì giờ anh em mình nghiên cứu chắc cú đi rồi mình lấy. Chứ hàng quá mà đâu có ai, anh em không nhận hàng thì nhiều khi anh em cũng đâu có mua được, anh em cũng khó, cùng em cũng ngại đâu dám hỏi mua hàng em nữa đâu. Nó rồi em cũng ngại bán cho anh em nữa. Nói vậy đó. Chứ bây giờ anh em thử đặt trường hợp vào bản thân là người bán thử, thí dụ như giờ anh em bán cho em đi mà em đã từ không nhận hàng anh em một lần rồi, anh em đâu dám đâu bán cho em nữa đâu. Nó cái lần sau cái anh em cần cái anh em hỏi mua đâu dám bán cho anh em nữa đâu. Tại vì thí dụ như bán anh em lần mà anh em bom hàng rồi, lần sau bán cho anh em nữa, đó anh em không nhận hàng nữa sao? Giống như nó có cái thiệt không thiện cảm anh em. Dạ. À, bên đây thì em về được bữa nay có mua thêm được một cái này là hàng em mua thêm nha, chứ không phải hàng khách hoàng nha. Cái nào hoàng nó hoàng, còn cái này là hàng bữa hổm bán, còn hàng hoàng có bộ nồi nè, nồi cũng đủ bán luôn á anh em, mà hoàng củ đề này không phải hàng hoàng nha, hàng còn nha, có bộ nồi với cái lòng với cái đầu lòng quay ếch thái đó. Thì thôi em xin đi vô chi tiết luôn anh em ơi. Ở đây em có được 3 bộ bù rong quay A hàng tiễn đẹp, 3 bộ bù rong, mỗi bộ em tặng anh em cộng sên cam. Thì một bộ bù rong với sên cam luôn em tính anh em giá 200. Anh em nào chốt về em giao ha. Mấy bộ này là nói chung là hàng tuyển đẹp không à, chưa qua vệ sinh. Thì anh em mua về anh em vệ sinh lại kỹ hơn. Góc cạnh thì em bao đẹp cho anh em. Đó, quay A hàng tuyển đẹp không à. Một bộ 200.000. Thì bù rong quay A này em tư vấn anh em cho nó rõ luôn. Anh em mua về anh em lắp mấy dòng như quen pha nhỏ, anh pha lắp trắng lắp đen, nói chung là mấy dòng xe 100 của Honda mà lồng nhôm là anh em vô hết luôn ha. Rồi nói vậy đi cho nó lẹ. Đây em có 3 bộ, cứ 1 bộ bù rong với sên cam á, là em tính anh em giá là 200. Đó, anh em nào chốt alo em, một bộ bao gồm 4 bù rong, 4 lồng đền, 4 ốc đầu, hàng đẹp nha. Đó, là em tính anh em giá 200 là luôn cộng sên cam luôn nha anh em. 3 cộng sên cam này hàng đẹp không à, ba cộng sên cam này nói chung là hàng đẹp không à, hàng về xài được không à. Còn cái hàng nào về xài không được em không có bỏ vô đâu. Tánh khí của em nó cũng chính khí lắm, nói thiệt luôn á. Có những khách á, nói chung á, cái tánh em thì em không có thích lằng nhằng. Cái thứ hai là em muốn thích trả giá. Nhiều khách hỏi em cái trả giá xong cái khách quay lại hỏi còn không, em nó bán rồi. Đó, tánh em cũng chính khí lắm. Đó, anh em coi nè, cái con này cái này nằm dạ dưới nè, thấy không, thì nó chưa vệ sinh thì nó còn dính dơ mặt bên nè, đẹp cực kỳ không. Một bộ vậy á, là em bán 4 bù rong, 4 ốc đầu, 4 lông đền là 200.000 luôn cộng sên cam cho anh em nha. Quay A 100, gắn được tất cả các dòng xe 100 lồng nhôm như quay A, quay Alpha, quay RS, quay RSX đó, Super đồ, Super đời cao là anh em vô hết luôn nha. Rồi tiếp theo củ đề này tí nữa em đổi cho khách rồi nha anh em, tính quay bán cho anh em nhưng mà tí em đổi cho khách rồi. Tại vì hôm qua em giao cho khách một củ đề nhưng mà lỗi vận chuyển. Ở đây là em đề test đề o luôn mà tới chừng mà 3i14, tới chừng mà về tới khách rồi cái nó bị bể 500, nó bị bể 500 anh em, chắc do quăng quá. Tại vì nếu mà bể 500 đề đâu được, nó kẹt cứng ngắc sau đề. Đó, còn đây em đề o luôn mà quay nhẹ hửng mà. Thì củ này em đổi cho khách, tí xíu nữa em giao cho khách.
em còn được một cặp phụt quen pha nhỏ, hàng này là hàng còn nha, không phải hàng hoàng nha anh em. Cặp phụt quen pha nhỏ nha, chứ không phải quay A nha. Quen pha nhỏ thì cặp này là quen pha nhỏ. Cặp này thì tình trạng sơn si thì em quay cho anh em coi hai mặt luôn. Nói chung cặp này bán về cho anh em sơn lại ha. Cặp này em bán cho anh em giá là 400, ti đẹp, bao nhúng nhảy không xì dầu. Đó. Nói thẳng với anh em là chưa phục hồi, chưa đụng chạm đó, nói vậy đi cho nó lẹ nè. Con ốc vung băng luôn nè anh em thấy không? Ừ. Thì em bao anh em là phục này là chưa phục hồi, chưa xì sượng, bao nhúng nhảy, ti đẹp, sơn thì sơn xấu, có nổ, ti đẹp lắm nha anh em, ti chưa nổ miếng nào hết trơn á. Em bán anh em giá 400, anh em chốt alo nha. Bao nhúng không xì nha anh em, nói chung là ăn nhúng ngon lắm. Quen pha nhỏ. Anh em mua về gắn quen pha lốc trắng lốc đen hết bài luôn, xe đi cài đi bừa gì đó, phục theo xe nhúng ngon lắm anh em. Ừ. Anh em mến thú em phục theo xe lúc nào cái cặp lò xo trong này nào nó im. Đó. Ở đây em còn được một bộ nồi quay A đời 23, nồi này là siêu whip luôn nha anh em. Đó. À, nồi không đủ bán luôn á anh em, nó thiệt. Nồi không đủ bán luôn á mà gì á. Nồi này là nó không có điểm nào để chê luôn, bữa nay nói chung là do hàng hoàng. Thì em bán đi cho nó mắc khỏi mắc cái xả cái cho nó qua cái này. 16 tháng 9 2013 nồi cực đẹp luôn. Bộ nồi này em bán cho anh em giá là 1.3 triệu full đồ. Full đồ nha anh em, 1.3 triệu đủ đồ. Nói chung là bao đủ thứ. Rồi không đủ bán luôn á. Ẩm gà nói thiệt với anh em, máy về nhiêu là khách ta dặn nồi trước hết trơn. Mà nhiều khi khách dặn hoài thì em thấy nó cũng kỳ quá. Quay lên tới cái nồi anh em hỏi cái hết, tới cái nồi anh em hỏi cái hết. Đó. Nhiều lúc em muốn nhập về một lần nhiều máy, nhưng mà lúc này cận Tết rồi anh em ơi, em không có thể nào em nhập nhiều máy được. Nè anh em. Đó. Phớt phớt rồi nha anh em. Thấy không? Đó. Bộ này nói chung là em bán em bao anh em về 1.3 triệu là anh em xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Tại vì nồi hãng hôm nay đã trên giá 1.4 triệu rồi anh em. Nồi hãng ngày hôm nay là trên giá 1.4 triệu rồi. Nhưng mà em cam kết với anh em mua nồi hãng không bao giờ có cái chuyện bao hú cho anh em. Và không bao giờ có cái chuyện mà nồi hãng mà chạy được ngon nồi theo xe, em xin khẳng định với anh em 100%. Thiệt. Em xin khẳng định với anh em 100%. Bố rất đẹp luôn nè anh em. Chạy thì chạy được, nó nhầm bộ, nồi thì hên xui, nồi hãng hên xui. Chạy nóng lên thì nó hơi xào. Bộ này em bán anh em 1.3 triệu. Bao bóc bao im. Anh em nào chốt hàng hú em nha. Ổng gài nồi đủ bán luôn. Mà vậy nè. Đó, anh em chốt hàng hú em 1.300.000. Đây còn bộ nè, bên đây nồi á, mà nguyên cái combo lốc xám quay ếch lốc xám này, combo này cạp ra luôn nha anh em. Nó đi nhớt hơi camagum chút xíu nhưng mà đúng đầu cạp luôn á. Em còn được một cái lồng. Một cái lồng quay A đời 20, cái lồng này 2015. Đó, mà có một cái lồng này lồng đời, nói chung đồ của quay A nó đóng mình hiểu không nổi đâu. Đôi lúc 2015 thì nó dao động tầm khoảng KFM 24, 25, nhưng mà hàng này nó đóng KFM 22, nhưng mà hàng này chuẩn 2015 luôn nha anh em. Gã trên cái cục máy 2015 xuống, lồng đẹp không lỗi lầm. Nói chung cái trái bê tông cực đẹp luôn. Cái lồng này 850 em mới bán được, tại vì lòng này nó quýt dữ lắm. Anh em coi, mới ăn cái chút xíu giữa nè. HQN đó, còn nhớt nha anh em. Đó, bên đây là không có ăn gì luôn nè, thấy không? Lòng nó quýt dữ lắm. Đó, anh em coi đi.
Bán anh em 850 nha anh em. Anh em chốt hàng alo em. Chung lòng rất là đẹp. Anh em có mặt giỏng lòng nè. Hai bên đây là chưa có bị đốm bị gì luôn nè. Thấy không? Bao xài nha anh em. Em còn được cái đầu lòng quay ra đời 22 hôm qua nè. Anh em nào chốt mình hú. Đầu lòng này bán anh em giá đầu lòng. Đầu lòng này thì hôm qua em kêu giá với anh em là 2 triệu 3, mà bây giờ em không có bù gông sên cam thì em tính cho anh em bộ đầu lòng này giá 2 triệu chẳng. Em tính cho anh em bộ đầu lòng này giá 2 triệu chẳng luôn. Nói chung là bao cọp, nó thẳng với anh em luôn, bao whip. Mà nó thẳng với anh em chứ 2016 mà cứ như mà hơi mà 2015 2016 mà cứ như mà nó hơi đi nhiều chút xíu đó, thì thành thật xin lỗi anh em không có vé đâu. 2012 mà nó như vậy nè anh em. Đó. Quay chi tiết thực tế cho anh em mình. Anh em nào có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ em Út mua hàng. Đó. Em ở đây em chấp nhận ra mua bán là em không ngại cái chuyện mà bị bơm hàng anh em, tại vì cái chuyện đó là cái chuyện chung ai bán hàng cũng phải gặp. 97 cm khối cáp em trừ 19 HQN, cái chuyện này là cái chuyện thiên thu đó, không chỉ riêng ai, cái chuyện mà người bán hàng đều phải gặp thôi. Người thì có người này người nọ, mình đâu có thể nào gom chung mình nói tất cả được. Cam cò là hứa với anh em là đẹp chấm hết luôn nha. Bộ này là bao whip. Anh em coi nè. Mực màu chân kích chân gác rồi còn hết trơn luôn nè. Cò chưa chỉnh nha anh em. Cò là chưa chỉnh luôn nha, đây nè. Thấy không? Bao đủ thứ. Bộ này anh em nào lấy giá 2 triệu anh em chốt alo em, đẹp chấm hết luôn. Nó thẳng với em một câu đẹp chấm hết luôn. 22 nhưng mà hơi bị đỉnh á đó. Đó anh em chốt hàng alo em. À đầu lòng quay ếch thái nè, gì đâu không. Nói chung anh này bây giờ ảnh hết dám nói chuyện với em luôn. Mà ảnh cũng là người mua bán mà sao kỳ vậy ta. Ảnh mua bán vật liệu xây dựng luôn á, anh em đâu phải hạng bèo đâu mà sao kỳ vậy? Em cũng không hiểu luôn. Nè anh em coi nè. Đầu lòng ếch thái mà bích tâm cỡ này nè mà nở lòng nào mà không nhận đồ được. Anh em coi nè. Quay ếch thái 100 đất 2 lá 6 anh em. KTL HFA. Tông đẹp chấm hết luôn nha anh em. Hôm qua nó chưa có gớt cái nắp này ra đâu, sẵn em gỡ ra cho anh em coi luôn nè. Em mới gớt hôm qua luôn nè. Nè bông mai nè, ếch thái nè. Bông ếch thái nó cũng có xài bông mai đó nha anh em. Kim lùng 99 có xài bông mai luôn nha. Bông mai nè, số 6 nè. Ếch thái 100 đất 2 đất 6. Đó. Còn theo xe còn đủ, mới gớt lần đầu nè. Anh em coi cam cò nè. Bộ cam cò này là bao anh em luôn nha, nguyên viên là bao đẹp luôn nha anh em. Cam cò quay ếch thái 100 nó xài chung với quay thái 110 luôn đó. Chung với quay thái 110 luôn, mặt cò nhỏ luôn nha chứ không phải mặt cò già lớn nha. Bao tất tần tật cho anh em đó. Không anh em nào mua chiều em gỡ ra em vệ sinh luôn à, để nữa giờ gắp máy chơi luôn à. Đầu lòng quay ếch thái 100 97 cm khối KFM 13 gạch 2. Đầu TH nè. Đầu TH 14. TH 14 nha anh em, nó có đời ET mà không có hiếm bằng đời TH này. Đó. Thì cái đầu lòng này á em bán cho anh em 3,7 triệu, bán lỗ luôn à. Cái này là bán hôm bữa hổm là tiền hàng hoàng với lưu kho này không 150 rồi.
hoàn về tổng cộng là 2 lần, giao chảnh á hoàn về 2 lần, lưu kho chảnh 1 lần, đó là nó 150.000. Rồi bây giờ em bán, bữa hôm bán 3.8 triệu, rồi bán lỗ rồi cho anh em 3.7 triệu, thì em lỗ 250.000, hết lời lắm. Giờ đây em bán cho anh em 3.7 triệu luôn bộ chục bô xử lý khí thải của nó luôn nha anh em, luôn bộ chục bô xử lý khí thải của nó luôn đó. Mua bán mà. Rồi ok, tiếp theo là em còn được, bữa nay em có mua được một cái combo nồi dên lóc đầu lòng của thằng quay ếch lóc xám. Thì nói chung cái máy này chỉ mỗi tội là đi nhớt hơn bằng camagum, nhưng mà đối thằng này cái đát của nó hay là cũng là 2 lẻ, thằng quay ếch lóc xám này á nó trùng đời với ếch thái luôn á, nó tầm 2 lẻ 6 2 lẻ 7 2 lẻ 8 đó. Nói chung á là đối với anh em á thì anh em đôi khi anh em thấy nó đi nhớt nó hơi như vậy á, nó hơi vàng vậy thì anh em nói vàng, nhưng mà anh em cũng thấy đó, một số bộ nồi quay thái trăm mự nó gã ra là vậy là người ta nói đẹp rồi nè, đó người ta nói vàng ươm là đẹp rồi đó. Thực ra do nó đi nhớt cáp tròn thôi anh em ơi, cái này là em chưa qua mà rửa gáy gì chân á, em nhận là em khui ra chơi với anh em luôn. Nói chung máy này đẹp nha anh em, coi trái bít tông nè, ếch lóc xám hay là quay ếch lóc xám mà bít tông tới giờ còn tầm này là em thấy quá đạt nha anh em. Nè anh em thấy không, đây để em zoom kỹ cho anh em coi trái bít tông nè. Nói chung ếch lóc xám 2 lẻ 6 2 lẻ 7 2 lẻ 8 mà tầm này là quá đẹp nha anh em, từ trên xuống dưới luôn nè, thấy không đó, đúng bít tông 2 lẻ 6 2 lẻ 7 2 lẻ 8 luôn nè, KFV nè, trái bít tông 3 cánh nhớt nè. Quá đạt nha anh em. Nói chung á cái máy này đồ đẹp mà giá rẻ nha anh em, tại vì em mua rẻ thì em bán rẻ thôi, em canh có lời là em bụp à. Bộ nồi nè, nồi thì tại vì cái này em mua lẻ nó không có cò muỗng thì có làm sao thì em bán cho anh em vậy đó. Bộ nồi này em bán anh em giá là 950.000, nồi zin toàn tập bao whip luôn, cái chuông là nó cỡ thằng 23 này nè, giờ quay cho anh em coi cho nó lẹ. Đây đó, mua rẻ thì bán rẻ thôi đó. Cái này anh em thầy thợ về em nói thiệt, em bán giá này về sống dày đó. Hơi bị whip nha anh em. Nè cái chuông em báo với anh em luôn, cái chuông này gọi chỉ phớt như một tờ tiền đúng nghĩa luôn, nó là tầm như thằng 20, cái chuông nó cỡ như thằng 23 này vậy nè, nó nói thẳng với anh em luôn nè đó, phớt nhẹ heo à, mà mười mấy năm trời rồi, ít đâu. Cái nồi này là cái xe này là 15 16 năm rồi đó. Máy này quá đạt nha anh em. Nè. Quay ếch lóc xám. Bố nè anh em coi nè. Cũng tầm này bây giờ mà cũng hơi bị hiếm rồi nha anh em. Đó. Thấy không? Bố đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Cái này tại em gì em làm biến vệ sinh á, em mà vệ sinh ra cái đẹp lắm đó, hứa với anh em đăng lên bài là chắc rồi, thiệt luôn. Giá này mà đồ tầm này bây giờ thiệt đó, ngồi theo xe nha anh em đó. Bộ này em bán cho anh em giá 950.000, em mua giá thơm thì em bán anh em giá thơm, mà anh em thầy thợ mau lẹ. Em bán giá này mà anh em nào trả giá nói sao em không trả lời nha, nhắn tin em không trả lời, trả giá nhắn tin em là không trả lời, anh em tự hiểu quá ha. KFM FCC, cái nồi của mấy thằng đời này nó được một cái là cái đế nó đế thái, cái đế nhông lớn á, nhông lớn này em kiểm tra nghe anh em cứng ngắc luôn, không gơn miếng luôn á, nồi zin nha. Bộ này em khuyến cáo anh em mua về anh em khỏi có rửa gáy gì trơn á, cứ tin em đi, đưa lên lắp là nó im, nó ngộ vậy đó. Còn anh em sợ dơ gô đai kỹ đi, bỏ con chai nhớt xong xuôi cái vô chai nhớt khác đó, anh em tin anh em đi, bố là zin toàn tập nha anh em, khỏi có mà thay nhớt thay nhau gì chứ. Đế nó đế thái anh em, nó xài đế FCCV KFLF nè, nó được một cái là cái nguyên cái đế thái chạy đầm dữ lắm anh em, chạy đầm máy dữ lắm. Nè anh em coi cái chuồng heo nè, em không có nói phép với anh em đâu, đồ trước khi quay lên em kiểm tra kỹ dữ lắm, bằng trang à,
cái gì vậy ta? Đó, bộ này em bán anh em 950 ngàn, bao xài, bao không hú nha, bao không giọng hú nha anh em, bao bóc bô im không giọng hú. Nồi quay ếch lóc xám, bộ dên lóc bán anh em giá 650 ngàn. Cây dên này nếu mà về anh em mà chơi nó thiệt với anh em á, đây sao gì nghỉ bán dên lóc luôn nè. Cái lóc của nó nè, HBN KFM8 mới rớt lần đầu nè, trắng phao nè, thấy không nè, đúng chưa? Đó, tay găng nè, đúng không? Dên lóc. Cái này đâu phải là đen đâu anh em, nó đỏ thôi chứ không phải là đen, nó đi cái nhớt, mấy cái nhớt cách tròn rồi đó. Để em thấy lấy tay anh nhúng cái ra không? Ra nè anh em nè, ra nè, thấy không? Rồi em lấy thử, em lấy dẻ em lau cái thử ra nó ra không nha. Nè, ra nè, chứ đâu phải mà nó bám vô lóc đâu, nó áo một lớp thôi. Thì nói chung em quay sơ ngang thôi, mấy cái đồ này anh em nào cảm thấy tin tưởng thì mình mua. Đó, đó, đỏ chứ đâu có đen đâu. Thì bộ dên lóc này là bao anh em là găng cỏ sơ mi nguyên viên, cây dên bao whip luôn, cây dên đậu gơ cứng ngắc luôn anh em. Đó nè anh em coi nè, nó không có độ dời ác miếng nào hết trơn. Đó, nó phải có độ gơ tiêu chuẩn của nó chút xíu gì đó nha anh em. Bán anh em 650 ngàn, nó bao giá này về anh em thầy thợ có sống, mà đặc biệt cây dên này đẹp luôn đó, bao giá anh em thầy thợ về có sống nha. Dên dên nha, không phải dên ép dên gì nha anh em. Đó, máy mới gớt lần đầu mà bụng rửa mới gớt mà ép gì, 650 ngàn. Còn cái đầu lòng này em bán anh em giá 1.800.000 đó. Đó là bao anh em thầy thợ về có sống luôn. Cái đầu lòng, cái đầu lòng nè nhanh lẹ luôn nè, em bán anh em giá là 1.700.000 rồi đi lẹ luôn đó. Cái tông đẹp nè ngang đây ngang anh em. Thấy không nè, mới rớt lần đầu luôn nè, máy này cũng thuộc máy khủng long á chứ không phải máy thường đâu nè, con cờ còn dựng luôn nè anh em, thấy không? Đó, con cờ dựng luôn nè, thấy chưa? Hai mặt xanh nè nha anh em, đúng màu nhớt của nó, một màu một mà chứ đâu nữa. Cam cò zin căng đét luôn, nói chung là cam cò bao đẹp đó, nó thẳng với anh em là gì cho nó dễ đó. Bộ này em bán anh em giá 1.700.000. Ôi ôi cái lồng nó đẹp nè anh em. Ôi ôi cái lồng nó đẹp nè anh em ơi. Nè hai cái xúc bắp zin đét này nha anh em. Rồi đó, cái này bán cho anh em thầy thợ nào mình tin tưởng mình mua về mình xanh sửa. Rồi chào anh em nha.